đây cho anh chị xem một cái mẫu xe đầu tiên. Đó là dòng Kia Morning. Thì cái dòng này anh chị cũng biết là rất là tiết kiệm nhiên liệu, dòng này máy của nó 1.2 thôi. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này là rơi vào khoảng từ 5 lít rưỡi đến 6 lít thôi anh chị ha. Đó, hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho anh chị chiếc này. Thì chiếc này bên em hiện đang bán với giá là 285 triệu. Xe này á, là đời của nó đời rất là cao, đời 2022 luôn nha anh chị nha. Nước sơn bên ngoài là zin 100%, zin nguyên luôn ha. Đây nó sẽ có bị chạy chút xíu nè, nhưng mà có cái là em không dám sơn ha. Tại vì sao? Nếu mà sơn lại thì đâm ra là nó sẽ mất cái chất rim của nó. Thì anh chị, nếu mà anh chị nào mua và yêu cầu em làm những cái chỗ xấu đó thì em sẽ làm ha. Và xe này á, đi ô tô của nó đi rất là ít, đi có 4.000 thôi. Bốn cái vỏ xe á, thì zin theo xe luôn ha. Gai, anh chị thấy cái gai còn rất dày, tại vì vỏ này là vỏ rim theo cái xe này luôn. Và mâm của nó là mâm sắt. Thì cái dòng này là dòng bạn thiếu nha anh chị nha. Thì mâm sẽ là mâm sắt. Thì anh chị nào mà lấy á, có thể là về mình thích đẹp thì mình lên mâm ha. Lên mâm của dòng xe này nó khoảng là 5 triệu thôi, là có một bộ mâm đẹp ha. Đây cho anh chị quay sơ cho anh chị là cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này. Anh chị không? Kết hợp này có 5 lít rưỡi. Đó, còn mà chạy mà đường cao tốc này kia chỉ có 4 lít thôi, rất là ít. Và xe này cực kỳ mới luôn, cho anh chị xem bên trong. Tại vì xe đi có 4.000 km thôi, cho nên là chất lượng xe thì mịn màng, nó dạng như là xe lướt rồi nha anh chị nha. Bên trong thì cái mùi mới nguyên sâu à. Ghế thì nghe mùi mùi là con mùi nhựa luôn ha, còn mới luôn. Những cái chi tiết này, những cái bọc ni lông chưa bóc luôn. Chưa bắt luôn. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái bánh xe cua. Những xe cua đồ đội đầy đủ hết. Xe này thì nói chung là anh chị chỉ có là xem cái màu, hay là coi như là về giá tiền thôi, chứ còn chất lượng xe thì khỏi bàn. Dòng này thì nếu mà chạy Grab hay là dịch vụ thì ok ha. Và nếu mà đặc biệt là gia đình nha, gia đình mà đi những cái dòng này thì nói chung là chạy vòng vòng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vô bên trong thì nói chung là cái mùi nhựa nó còn mới nguyên luôn. Bây giờ em sẽ quay luôn cái phần một đồng hồ cho anh chị xem. Đây anh chị thấy đồng hồ km đi là mới có là 4.000. Và nó là siêu nước nha anh chị nha. Còn cái bô lăng thì họ chê. Xe này thì anh chị lấy về chỉ có việc là đi là cứng nhắc luôn, tay lái trợ lực. Nói chung là xe này thì đi thôi chứ chưa có lên một cái gì hết nha. Chưa có lên một cái gì hết. Màn hình chưa có, anh chị thích thì lên thôi. Còn cửa sổ nữa nha. Anh chị thấy cửa sổ. Nói chung là như mới. Những cái ni lông như thế này chưa bóc nữa. Thì anh chị mua cái xe này là có thể là bóc tem nữa. Thì bây giờ em sẽ quay cái máy cho anh chị xem ha. Máy thì nói chung là em cực kêu, em ru luôn á, đứng cái sát như vậy mà không nghe tiếng máy luôn á. Đây máy ha. Máy này là coi như là chưa nói chung chưa đụng nước lần nào. Là máy thì miệng vàng. Những cái xe này là còn bảo hành của hãng luôn nha anh chị nha. Anh chị nào mua thì sẽ có là một tờ giấy bảo hành của hãng, cần là cứ tới hạn thôi. Còn những cái xe như thế này thì có thể là test hãng thoải mái nè. Đầu tiên, biết hút và uống thuốc tây thì cả...